chỗ đó quay 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 deep deep cũng được này. Chỗ kia kìa. Chị xin trái. Hello mọi người, lại là chú Hí đây. Thì hiện tại nè, Hí với con nhỏ em gái đây. Hí với con nhỏ em gái nè, đấy bây giờ là hai anh em sáng nay sẽ đi review cái biển hồ mà ở Gia Lai nha, cái nơi mà sóng ảo rất là đẹp đây. Rồi, bây giờ đây là cái con đường thông nè. Đây con đường thông đây. Đó. Đây là cái con đường thông nha, cái chỗ này thì sóng ảo rất là đẹp á. Đó, bên đây nữa. Đi xa dữ vậy. Đứng lại chạy xuống. Rào đúng rồi, chạy xuống, chạy đi. Ừ. Run. Sổ dốc xuống. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Má nó té vô một cái lỡ đòi hết đấy, tao tao không chịu đâu. Chỗ kia là gì? Chỗ kia nhà vệ sinh hay sao á? Chỗ kia là nhà vệ sinh. Nào rồi chạy mà luôn. Tí nữa quay quay deep nha. Tí. Nào. Hay mà đứng đi bà đâu. Ok rồi, đứng đó đi. Đứng đó đi. Rồi. Nhìn sang trái. Ước qua chợt như chiếc hôn thế thôi, đôi môi chia làm đôi. Đâu có hứa đâu. Mà đứng lại chỗ đó coi, mà đứng qua bên này coi. Mày quấy không được lên hả? Sao mà không? Nói sao? Đây. Mà lại. Từ. Rồi. Đó. Dài chưa? Vỗ tay. Đúng rồi, ok. Dài rồi. Trầm lại. Cách chữa cháy hiệu quả. Lúc. Lái chân luôn không mày? Trời, nó mệt. Thì chắc là bo chạy mất tiêu rồi. Trời anh chạy. Nghe có cái xe nó ập vào cái chân xong. Rồi quay vô. Đường thường đâu đầy ai nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Đây giới thiệu với mọi người nha. Cái đường mà đến nữa tốn 20.000 tiền vé này. Thank you.
Sau cái hành trình mà chạy một tiếng sau cái hành trình mà chạy một tiếng đồng hồ từ Gia Lai nè, biển hồ Gia Lai cho đến với Công Tâm, thì chú Huy ghé thăm cái quán mà gói gì đặc sản gói lá ở Công Tâm nha. Thì hiện tại thì Huy có order một phần rồi, đây mời mọi người nha. Đấy, hiện tại thì trên bàn này nó đang có một cái mâm lá thôi. Quá trời lá rồi. Một cái mâm lá rồi phải không? Đậu phộng. Ủa đậu phộng để chứ vậy? Không, để chân bày ăn chân. Để chân. Đậu phộng không có liên quan nha. Rồi cái này thì chén nước chấm nè. Cái này đặc sản hả? Nước chấm cái này. Đó, người ta nói thì quan trọng là cái nước chấm. Còn cái đây là tôm. Topping đi kèm hả? Ừ, topping đi kèm. Rồi gì đã còn biết nữa. Xoài. Bì. Rồi còn đây, một cái mớ lá đây. 749 loại lá. Ừ, 749 loại lá. Ổi. Lá ổi nè, để coi thử phân tích coi có lá gì trong này nữa. Xoài, vú sữa gì đó không biết. Lá xoài hay là vú sữa gì đó nữa đây. Ổi, xoài, vú sữa. Rêu húng, rêu thơm hả? Rồi đây là lá mơ, đúng rồi, lá mơ. Đây, đinh lăng. Cái này thì lá lốt. Ừ. cải cuốn bún ăn với bún thịt nướng. Rồi đây là tía tô, hành. Lá gì nữa đây? Cái lá đó lá gì đây? Lá gì chua chua phải không? Thật dẹp này không biết. Ok, lá gì vậy? Đây là rêu đắng nè, rêu đắng để ăn với gì? À, cá lóc. Rồi gì nữa? Đây hả? Đây là hẹ. Hẹ rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Lá, không phải lá trăm. Lá cây trăm, lá trăm á. Lá trăm mày ơi. Đây là lá thơm, cũng là lá thơm luôn. Cái lá này thì ăn với cái gì? Bún thịt nướng. Hết rồi. Lá gì vậy? Giống lá vừng vậy, giống cái cây vừng á. Một vật. Cái coi vừng mà ra bông á. Đúng á, coi lọc vừng á. Một. Ăn tới cái lá đó luôn. Bây giờ là cuốn hết phải không? Mọi người nha, thì bây giờ thì mọi người thưởng thức món mà gọi là đặc sản của Công Tâm cùng với chú Huy nha. Thì đầu tiên thì mình cũng lựa một vài cái lá to này. Đây, lá cải này. Rồi, tiếp theo lá lốt, lá sông nữa. Đấy, ai thích cuốn cái lá gì thì cuốn. Đấy, chắc có thêm cái lá gì, rêu thơm nữa. Rồi, tiếp theo nè. Đó gì đây? Tôm. Đó, cái này là trứng tôm. Bì. Rất nhiều quá. Ít thôi. Cái gì nữa? Bỏ thêm xoài vô. Bỏ thêm xoài. Thích ăn chua cho nên bỏ 2 miếng luôn. Quên múc nước chấm rồi. Đó. Xong. Đi mời mọi người nha. Vô thành bắt đầu luôn. Rồi bây giờ thì hiện tại này đang có hồi này không biết nhiều người ta xé luôn ta. Thì để giờ tí mình ăn rồi mới xé. Thì đây là gà nướng nha. Gà nướng rồi kèm với cơm lam này. Hai ống cơm lam. Giờ mình có một gan tây. Bố nó chơi gan tây. Đâu rồi mọi người? Cái đó là phải hai gan tây của mình. Đây. Ít nhất cũng phải hai gan tây của mình. Đây là một gan tây của nó mà còn hơn.
Con gà nè. Đấy. Gà. Gà nướng cơm lam. Nhắm lên. Vừa thổi vừa ăn luôn, vừa thổi vừa ăn luôn. Vừa thổi vừa ăn luôn. Wow, nhắm nhắm. Cái gì vậy? Cái đó cái bít. Giờ là nóng thiệt nha, không có lạnh rồi nha. Khói luôn nè, bốc khói luôn. Để được ăn trọng những miếng ăn trọng. Đây, một phút hơn rồi đó. Hơi cứng nha. Rồi bây giờ sau đây là sẽ là cái màn review cơm lam thôi. Đây là lần đầu tiên mà chú Hí được ăn cái loại cơm này. Ở Bình Định nó không có. Không có ai nấu đâu mà ăn. Sao dính vậy? Sao dính vậy? Rồi hết đó luôn hả? Rồi đây cái cơm lam này thì chấm với gì rồi? Muối đậu phải không? À muối đậu á. Muối đậu. Rất là mùi đậu cơm. Cái mùi cơm nó hòa quyện với cái mùi đậu. Thêm miếng nữa. Vẫn là mùi cơm. Rồi sau khi mà cái quá trình mà ăn mà muốn ngập mồm hết những cái món ăn này rồi đó thì Hí mới phát hiện ra một điều là chưa có đúng nha mọi người. Bây giờ đây là cái cách ăn mà đúng cách nhất nè của cái món mà gọi lá không tôm nha. Đó thì mình phải uống cho đủ cái hương vị của nó luôn. Bắt đầu lá cải phải không? Đó phải uống cho đủ. Lá cải xem lá gì đây? Lá gì đây? Biết không chú. Có một cái lá gì đó nữa. Rồi đây lá mơ nha. Một lá thôi. Đây cái giống lá kia. Lá mơ. Rồi đây thơm. Lá trăm. Lá trăm. Rồi rồi. Lá trăm nè. Rồi tới đây là lá ổi. Lá ổi đó. Trời sao cái này. Sao đâu sao cái này con kiến. Không, muối kiến không có không. À muối. Tự nhiên lá này tự nhiên không có bông thuốc. Sao như mày, cái này kiến với mày. Ủa vậy. Đó đó. Rồi thế bạn lá cát vô. Ok. Tới lá gì đâu nữa. Lạ. Là lá gì vậy đó? Đi. Xếp đồ. Rồi tiếp theo, đinh lăng. Rồi, đinh lăng nữa. Rồi, lá gì ta? Tí tô. Bây giờ anh có lá sông nữa à? Tô. Quế. Làm nốt. Làm
lốt là lốt 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 là lốt đó sao thêm thiếu gì nữa rượu đắng nữa có rượu đắng nữa có rượu đắng nữa đấy coi trong này có bao nhiêu loại lá thì bỏ ra hết nha. Và hiện tại á thì đây thì đầu năm cho nên là đây hai anh em này sẽ bỏ cái hành cái hẹ ra nha mọi người. Đầu năm mình không nên ăn hành và ăn hẹ nha, ăn hành xong còn hẹ. Rồi tiếp theo topping rồi xoài đây cái gì thịt luộc xong rồi tôm nữa rồi uống rồi nha. Chất mèo thiệt to. Để coi thử cái vị của nó như thế nào nha. Đó, chấm một bát lúc luôn nè. Lưu ý nha mọi người là mình không có nôn nè, cuốn chung một lần vậy. Cái này cái miệng nó phải bự dữ lắm á mới bỏ được cái cuốn này vô nha. Rồi với lại á là cái vị của nó nha, sau khi mà thấy nuốt trọn nó rồi á, thấy nuốt chửng rồi á thì nó có vị rất là lá. Giờ nó chín đầy răng hết rồi. Vậy chứ vị rất là lá. Lá không không có thịt nữa. Vị lá không. Lưu ý nên cuốn một hai lá ăn thôi. Ăn cho biết chứ không có được tham lam nghe chưa. Nghe chưa? Còn cái nịt. Còn cái nịt. Hậu quá cuốn biết cuốn nhiều lá nha, cuốn đủ vị nha. Sao rồi? Nên làm cái nào không?